Hello, xin chào tất cả anh em đam mê bẫy chim bìm bịp. Má đi một cái kèo này quá nhanh luôn anh em. Quá nhanh luôn, chưa được một phút. Giờ là anh thấy anh lôi xuống liền. Là mình đánh mồi chuột nha. Đây là con mồi của mình này. Và mình đánh kèm lo. Thì anh vừa anh thấy con chuột anh phóng xuống ăn liền. Quá nhanh luôn. Này. Mẹ của mình là mẹ inox. Mẹ inox mà nói chung là nếu mà địa hình chim của anh em mà nó không có kiểu nó không có sợ thì anh em đỡ inox, cái chất liệu inox luôn. Còn nếu mà thấy nó sáng quá, nó chói quá, nhiều khi ánh nắng nó chói vào thì chim nó sợ, thì anh em sơn lại nha, sơn lại một lớp để đảm bảo hơn. Anh lo như ở trên bụi cây này, nó đứng trên bụi cây để anh ngó xuống, anh thấy con chuột phóng xuống ăn liền, chứ anh không có đám màu. Thấy con chuột là phóng xuống ăn liền. Lúc hồi nãy mình không có đem chân quay, mình không có quay được cái cảnh đó. Quá nhanh. Xuống lò xuống một phát dính liền. Mình ngồi mình coi mình nhìn không kịp nè. Thấy nó phóng xuống cái kiểu bụp là xong rồi. Biết cái lò xo nó sập xuống rồi. Chuột này thì mình lấy những chuột nhắt. Chuột nhắt ăn lúa ở nhà, bắt mình bỏ vô cái rọ luôn. Xuống anh đạp phóng tên chụp á, anh hăng màu lắm. Thứ này là chuyên gia hang màu mà. Đấy. Này là bìm bìm của mình, bìm bìm mồi ạ. Này bìm bìm mồi nha. Rồi ok, mình thấy đằng xa xa kia vẫn còn mấy con nữa. Để mình gỡ cái con này rồi mình mở loa tiếp tục mình đánh kèo thứ hai nha. Đó. Con này theo mình nghĩ chắc con trống đó mọi người, tại nó thấy nó quá hăng. Đây là cái địa hình mình đánh này, địa hình này đánh rất là ngon nha. Tại vì xung quanh là bụi tri, ở bến bầu á mọi người. Xung quanh là tri mà có nước rồi. Với lại khi mình vào đánh thì nó đang nằm ở khu vực này luôn rồi. Có nghĩa là nó đang ở trong bụi tri này luôn. Mình mở tiếng chưa được một phút là đã lôi qua rồi. Kiểu như chim khu vực của nó quá hăng này. Phóng qua luôn. Rồi, mình xin tắt cái clip để mình gỡ con chim này nha.